Vâng, giới thiệu các bạn, tôi là Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần Kiến trúc Kisato. Thì hai anh em chúng tôi đang ở trên nhà anh Trung ở khu vực thành phố Lào Cai các bạn nhé. Thì đây cái khu đất là nhà anh là 7 mét mặt tiền. Điện nước là trước nhà hết rồi. Điện nước trước nhà các bạn nhé. Thì nhà anh là 7 x 24, thì anh sẽ bỏ ra 6 mét được trước để làm cái khu để đỗ hai xe ô tô. Đấy. Và anh sẽ làm cái bể nước ngầm ở cái góc trước nhà này, bên tay trái khi đi vào như thế này. Đấy. Còn để lại 2 mét đằng sau, vậy thì nhà anh còn 7 x 16. Anh sẽ bố trí ngôi nhà hiện đại 3 tầng vậy nhé. Thì công năng như nào tôi đã ghi trong tờ thư ký thiết kế rồi. Vâng, đây tôi chào tất cả các bạn. Đây là cái nhà của tôi đang phải phác họa lại cái nhà anh Trung ở Lào Cai. Thì cái nhà anh lô đất là 7 x 24, nhưng mà diện tích làm thì anh sẽ làm 7 x 16, để lại 6 mét khu đằng trước này, làm sao để anh để hai ô tô. Đấy, còn cái bể nước ngầm anh để trước đây góc chỗ này. Đấy. Cổng thì ở giữa đây, cổng làm cổng nhôm đúc nhá, hàng rào cho anh phối vào. Đấy, thì cái khu này anh vẫn để thoáng thôi. Sau này cái nhà của anh giờ khi rộng 6 mét này, dài 16 mét, anh làm cái nhà 3 tầng. Đấy. Nhà phố 3 tầng hiện đại nhá. Đằng sau anh để lại 2 mét làm sân ướt. Đấy, thì ban công đua trước đua sau ấy thì mọi người thấy cho anh. Đấy. Tờ thiết kế thì ghi rất rõ rồi. Thì cái nhà vệ sinh tầng 2 tầng 3 nó phải cùng một trục ở góc này. Đấy nha. Đây là đường này, cái điện nước trước nhà các bạn nhé.